Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản tin 24 giờ. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, mưa lớn và lũ xối xả đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng ở nhiều vùng của tỉnh Hà Nam. Cai Phong cũng là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính đến ngày hôm nay, khu nuôi heo ở huyện Úy Thị vẫn chìm trong nước, hàng nghìn con heo chết trôi, bốc mùi hôi thối. Cán bộ cơ sở khẩn thiết tìm cứu trợ từ xã hội, người chăn nuôi thua lỗ nặng, có người bất lực tòng tâm. Vào ngày hôm qua, chính quyền huyện Úy Thị đã đăng tải một lá thư thông báo tình hình trên mạng, cho biết 58 trang trại chăn nuôi ở thôn Hình Trang và thị trấn Thủy Pha trong huyện đã bị ảnh hưởng. Trong đó có 8 trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn với tổng cộng 161.700 gia súc và gia cầm chết. Trong thôn còn nhiều nơi bị ngập nước, 150.000 con gia súc, gia cầm chết vẫn trôi nổi trong nước. Những xác chết này bắt đầu phân hủy, môi trường xung quanh gây ô nhiễm, gây nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Do diện tích vùng nuôi heo bị ngập sâu, họ cần các nhân viên và thiết bị cứu hộ chuyên nghiệp cũng như lực lượng khử trùng chuyên nghiệp gấp rút thực hiện vệ sinh và tiêu độc. Cuối thư còn cầu cứu sự giúp đỡ từ lực lượng cứu hộ từ mọi tầng lớp xã hội và đánh dấu khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời nhắn trên Weibo rằng thật đau lòng cho những người nông dân, thiệt hại quá nặng nề. Đối với những người nông dân, đây chẳng khác nào thảm họa tuyệt chủng. Một số người còn nói, sau thiên tai rất dễ bùng phát dịch bệnh, cần đặc biệt lưu ý. Mau mau cứu trợ đi, đừng lây nhiễm, phải tiêu hủy ngay lập tức. Đừng cấp cơ hội cho những kẻ buôn bán vô lương tâm. Con người khiển trách, chính quyền địa phương chẳng nhẽ lại không có chút vật tư tiêu độc, khử trùng hay sao? Sao lại tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng? Xin cung cấp thiết bị khử trùng từ xã hội và cấp trên. Các cơ quan hữu quan đang làm gì? Ủy ban làng Nam Pi Ô công bố có 6.000 con heo chết trôi. Nhưng một số người dân trong làng tên là Vương Thực tiết lộ với Epoch Times rằng phải có đến hàng chục nghìn con heo chết trong khu vực. Ông nói hiện chúng tôi có 4 trang trại nuôi heo, trang trại heo thì có hơn 5.000 con, còn có trang trại 2.000 con, 3.000 con. Nước đột ngột đổ về trang trại nên không kịp thời di rời đàn heo. Hồ chứa cổ lỗ vừa xả lũ, đêm hôm đó xe ô tô đã không thể vào được. Chuồng heo ngập hết, cả đàn heo cũng bị cuốn trôi, nước ngập sâu quá đầu người. Phải sâu đến hơn 2 mét, heo chỉ bơi được một lúc rồi chết ngạt. 3 hôm sau lại chết tiếp, bây giờ chết hết cả rồi, không còn một con. Đến hôm nay là ngày thứ 10 rồi. Vương Thực nói mãi đến 2 ngày trước lũ mới ngừng lên. Mấy hôm đó hầu hết người dân đều ở ngoài, mọi người quyên góp tiền cho trưởng thôn để xây dựng bờ kè. Cùng lúc đó xác heo chết bắt đầu thối rữa, mùi hôi thối nồng nặc và ngạt thở. Ông cho biết hôm nay chính quyền cử mấy chục người đến cứu trợ, đó là do trưởng thôn chúng tôi mạnh mẽ gửi yêu cầu. Còn dân làng thì gửi tin nhắn và liên lạc với tất cả các phương tiện truyền thông. Chính quyền thôn nhận được sự chỉ thị của cấp trên, có thể sẽ đến trục vớt, nhưng họ đến quá muộn. Giờ mùi hôi thối ngập trời rồi, hiện phương pháp xử lý của địa phương là đào hố chôn số heo này. Còn đối với những người nông dân, ông Vương cho biết họ bất lực. Anh nghĩ mà xem khoản vay mấy triệu để nuôi heo bị cuốn trôi, gánh làm sao nổi. Ông nói một trang trại nuôi 700-800 con heo, giá trị ít nhất cũng phải từ 200 đến 300 triệu nhân dân tệ. Nhiều người trong số họ có 2 trang trại, đùng một cái lỗ 500-600 triệu nhân dân tệ. Người quê mà nói số tiền này là quá lớn, bây giờ tổng thiệt hại không dưới 30-40 triệu nhân dân tệ. Nhưng cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn chưa biểu đạt là có hỗ trợ tài chính cho những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa hay không. Ngoài ra, ông Vương cũng nói rằng dù mực nước đã rút, nhưng vì thôn có địa hình lòng chảo nên mực nước ở đó vẫn chưa giảm xuống, hoa màu trong làng đều bị ngập úng. Lúa mì cũng không trồng nổi. Ông ước tính rằng chỉ riêng làng của ông, ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đã tổn thất vượt quá 100 triệu nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, theo báo cáo truyền thông, Đài khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo cấp báo động vàng hôm Chủ nhật, mưa lớn tập trung vào khu vực của tỉnh An Huy, Giang Tô trên diện rộng. Phía đông của tỉnh An Huy, khu vực miền Trung và miền Nam của Giang Tô có mưa rất to kèm theo sấm chớp và gió giật mạnh. Hôm thứ Hai, ông Hàn, người phụ dương ở tỉnh An Huy nói với Epoch Times rằng nơi này đã mưa lớn 3 ngày liên tiếp, hôm qua mưa rất to, có chỗ nước ngập đến 6 mét. Một thiếu niên đã bị điện giật chết do hở điện đèn đường. Thành phố Hợp Phì bị ngập chìm dọc theo sông Trường Giang. Video được đăng bởi người dân địa phương vào thứ Bảy cho thấy thành phố Hợp Phì thuộc tỉnh An Huy có gần 170 trường trung học và cư xá bị ngập trong nước. Người quay video nói, nước dâng cao tới thắt lưng rồi. Ở huyện Phì Tây, nước ngập hết vào nhà dân. Mực nước cao quá, ghế sofa trong nhà trường, nhiều xe cộ, trường học đều chìm trong biển nước. Cô Lý, người thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô nói với Epoch Times rằng ở Nam Kinh, mưa đã nhỏ hơn so với 10 ngày trước, nhưng Kinh Châu thì mưa rất to và thậm chí tình hình còn tệ hơn. Bên kia mực nước dâng cao, xe ngập chìm trong nước là chuyện bình thường. Mưa đã vài ngày, mưa rất lớn vào ngày hôm qua, nước ngập nghiêm trọng hơn. Giờ thì tạnh rồi, nhưng ngày mai trời lại có thể mưa nữa. Mực nước trong khu vực đô thị có liên quan đến mưa lớn, hôm nay bộ phận cấp thoát nước đã khai thông dòng chảy. Tôi không rõ tình hình cụ thể ra sao, cô Lý cho biết. Cô cũng rất lo lắng về mực nước trên đập Tam Hiệp, cô nói.
mực nước trên dòng sông Nam Kinh lên cao. Hai ngày nay tôi dành thời gian để theo dõi tình hình mực nước sông. Trước đó, Đài khí tượng thành phố Lệ Phổ đã đưa ra hai cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Huyện Dương Sóc đã đưa ra ba cảnh báo đỏ mưa bão. Đài khí tượng huyện Vĩnh Phúc đưa ra bốn cảnh báo đỏ mưa bão liên tiếp. Trước đó một ngày, mực nước sông Liễu, thành phố Liễu Châu tăng vọt. Mực nước cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu xuất hiện ở mức cao nhất 84,93m, vượt quá mức nước cảnh báo 2,43m. Các con đường dọc theo ven sông, tầng 1 và các cửa hàng ở khu dân cư đều bị ngập lụt. Hôm thứ Bảy, thôn Lợi Chu dân tộc Giao, huyện Đền Lâm, Quảng Tây đã xảy ra lũ quét. Từ thôn Lợi Chu đến làng Hà Khẩu, thị trấn Nhạc Lý bị sạt lở nghiêm trọng. Một số trường học và làng mạc ở địa phương đã bị đất đá trôi giặt vào. Toàn thôn đã phải khẩn cấp sơ tán hơn 500 người. Theo dự đoán của Cục Thủy văn huyện Dương Sóc vào hôm Chủ nhật, mực nước sông Ly đoạn qua huyện Dương Sóc sẽ vượt quá mức nước cảnh báo hơn 3m trở lên và mực nước cảnh báo 109,5m. Các con sông vừa và nhỏ như sông Ngộ Long, sông Kim Bảo, sông Hưng Bình đã vượt quá mức nước cảnh báo. Video trên mạng cho thấy các con đường của nhiều thành phố, làng quê và thị trấn ở huyện Dương Sóc, Quảng Tây đã bị ngập nước, phòng ốc và xe cộ của người dân bị dìm ngập, nước đọng quá eo, lợn do người dân nuôi phải chạy lên lầu để tránh nạn. Quảng Tây xảy ra thiên tai lũ lụt vì mưa to liên tục chút xuống, khiến 383.468 người gặp nạn, 81 ngôi nhà và 158 căn phòng bị sập, một người bị sét đánh tử vong. Diện tích đất nông nghiệp bị thiên tai lên tới 15.225 ha. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn tăng trong vài ngày tới. Mưa lớn đến rất lớn xảy ra ở khu vực Quế Bắc và Quế Trung của tỉnh Quảng Tây. Vào hôm Chủ nhật, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện Tự Trị Giang Hoa dân tộc Giao của Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 10 thị trấn và 24 thôn bị ngập nước. Trận lụt khiến quốc lộ 207 bị gián đoạn, 35.000 mẫu thuốc lá sấy và gần 8.000 mẫu lúa bị ảnh hưởng. Theo thông tin từ tài khoản Weibo chính thức của Giang Hoa, cho đến 23 giờ hôm thứ Bảy, huyện Giang Hoa đã có lượng mưa tối đa hơn 300mm. 25 trạm mưa trong huyện vượt quá mức 180mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút ngày Chủ nhật, địa phương đã khởi động phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1. Toàn huyện có 10 thị trấn, 24 làng bị ngập nước, hơn 1.400 người đã được di dời. Cây nông nghiệp trồng dọc theo các con sông ở nhiều thị trấn như Hà Lỗ Khẩu, Bạch Mang Doanh, Đại Lộ Phô, Đà Giang đều bị ngập lụt. Một số ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang đã bị ngâm trong nước. Một cây cầu cổ 100 năm tuổi cũng gặp phải lũ lụt vào lúc 11 giờ sáng, khi nước lũ lên cao nhất, 3/4 cây cầu đã bị ngập trong nước. Bởi vì lũ lụt bất ngờ cuốn tới khiến nước sông đột ngột dâng cao, 15 người ở địa phương đã bị mất tích. 8 nhân viên của một công ty xây dựng điện gió ở Hà Lộ Khẩu đã bị lũ cuốn trôi khi đang trên đường trở về ký túc xá. 5 nhân viên của công ty khai thác mỏ bị mất tích lúc qua sông. Gần đây mưa lớn đã tiếp tục diễn ra ở Quảng Đông vào ngày thứ Sáu. Đồng bằng sông Châu Giang, phía Bắc Dương Giang, phía Nam Thanh Viễn, phía Nam Thiểu Quan, Hà Nguyên đã xuất hiện mưa to đến rất to. 10 thành phố bao gồm Quảng Châu, Chu Hải, Sán Đầu, Vệ Châu, Đông Hoàn và Sán Vĩ ở tỉnh Quảng Đông đều có thiên tai. Đài khí tượng Thâm Quyến đã đưa ra tín hiệu màu đỏ cảnh báo mưa lần đầu tiên trong năm nay. Các trường tiểu học, trung học, mẫu giáo và nhà trẻ trong toàn thành phố đều nghỉ học cả ngày. Theo dữ liệu giám sát thủy văn, vào lúc 12 giờ ngày Chủ nhật, có 5 trạm sông ở Quảng Đông có mức nước vượt mức cảnh báo. Theo dự báo thời tiết từ Chủ nhật đến thứ Ba, Quảng Đông tiếp tục có mưa, mưa to cục bộ hoặc mưa lớn. Trong mưa dông, một số huyện thị sẽ có gió rất mạnh từ cấp 9 đến cấp 10. Vào đầu tháng, huyện Cống Sơn, Châu Tự Trị, Nội Giang, tỉnh Vân Nam đã hứng chịu trận mưa lớn liên tục lớn nhất kể từ khi có ghi chép khí tượng. Nhiều nơi xảy ra sạt lở và sụt lún đất. Giao thông, điện lực, thông tin, hoa màu, nhà ở và nguồn cung cấp nước bị hư hại nghiêm trọng. Ít nhất 12 người tử vong, 11 người mất tích. Thiệt hại kinh tế đã vượt quá 700 triệu nhân dân tệ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.